Năm 2018 được thành phố Lào Cai lựa chọn là năm bản lề thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Với sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền thành phố và sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Vậy nên nhiều chỉ tiêu, mục tiêu đại hội đã đạt và vượt so với nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Lào Cai khóa 22, nhiệm kỳ 2015-2020. Kết quả đó là sự nỗ lực của đảng bộ, chính quyền thành phố, đặc biệt là sự hưởng ứng tích cực của nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Trong đó là sự đóng góp không nhỏ của các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Tư tưởng và hành động xuyên suốt của người đã được chứng minh trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng của dân tộc, cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Với phương châm, đâu khó có dân vận, trong đó nội dung trọng tâm trở thành đòn bẩy thúc đẩy là phong trào thi đua dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Ban dân vận Thành ủy Lào Cai chủ động bám sát tình hình, nắm chắc tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân để khéo tập hợp, khéo vận động, tập trung vào giải quyết những việc khó, những việc mới phát sinh. Chính vì vậy, một số vụ việc có tính chất phức tạp nổi cộm trong cộng đồng dân cư, ví như chuyện người dân không nhận tiền đền bù, chuyện người dân dựng nhà trái phép, đã được thành phố giải quyết thỏa đáng. Sự việc phát sinh vướng mắc ở đâu, cán bộ dân vận của thành phố kịp thời có mặt ở đó, tìm hiểu, lắng nghe, đồng thời tham mưu cho thành ủy đúng và trúng các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân. Với những việc nóng, việc khó, lãnh đạo thành phố đã trực tiếp chỉ đạo hoặc phân công bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan đơn vị trực tiếp chỉ đạo giải quyết. Nhiều việc lãnh đạo thành phố như bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố trực tiếp xuống cơ sở kiểm tra, đối thoại với nhân dân, bàn cách giải quyết. Nguyên tắc giải quyết chung của thành phố là phải dùng mọi biện pháp với thái độ kiên trì, bền bỉ để vận động thuyết phục người dân. Vấn đề đất đai, quản lý đô thị, giải phóng mặt bằng thì rất là nóng. Nếu như không có cái sự chủ động của chính quyền các cấp trong cái nắm bắt tình hình thì rất là khó khăn. Do vậy, ngay từ đầu năm thì chúng tôi đã có, ngoài việc phân công lãnh đạo tiếp dân ở tại thành phố ra, thì xác định những địa bàn là trọng điểm thì lãnh đạo phải chủ động cùng với chính quyền địa phương, xã phường là tổ chức họp dân hoặc là tổ chức mời đối thoại với nhân dân trước khi có sự cố xảy ra. Do vậy, nó giảm thiểu rất nhiều các cái điểm nóng, đền bù, giải phóng mặt bằng. Như vậy, có thể nói rằng là công tác dân vận là cả hệ thống chính trị, trong đó chọn cái chủ đề là năm dân vận chính quyền, thì chính quyền từ thành phố đến xã phường cũng đã tương đối làm tốt và tiếp tục phải phát huy cái năm công tác dân vận chính quyền để chúng ta thực hiện tốt, làm sao đảm bảo cho phát triển kinh tế nhưng phải gắn với an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Điều tạo nên sức lan tỏa phong trào thi đua dân vận khéo ở thành phố Lào Cai trong thời gian qua, đó là sự đồng thuận của nhân dân và nỗ lực của đội ngũ bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tích cực, năng động sáng tạo trong công tác lãnh đạo, vận động quần chúng nhân dân để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức thực hiện, đưa các nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống. 110 mô hình điển hình về dân vận khéo của thành phố Lào Cai đều là các mô hình có tính bền vững, sức lan tỏa cao và huy động mạnh mẽ nguồn lực của khối đại đoàn kết toàn dân vào phát triển kinh tế, xã hội. Hướng tới xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại 1 vào năm 2020, cả thành phố tập trung cho chỉnh trang diện mạo đô thị, xây dựng tuyến phố văn minh. Do làm tốt công tác tuyên truyền, phát huy vai trò tự quản trong nhân dân, vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên đã tạo nên sự đồng thuận cao. Nguồn lực xã hội hóa chỉnh trang đô thị, lắp điện trang trí chiếu sáng các tuyến phố chính trên 30 tỷ đồng, lát đá vỉa hè, xây dựng các tiểu công viên cây xanh, vườn hoa trên 20 tỷ đồng.
khu dân cư này cũng phát động cả cái dân phố này là lát cái làm cái hành lang vỉa hè để cho nó đẹp sạch sẽ. Thì với gia đình tôi thì cũng rất là thấy tinh thần như thế là cũng rất là phấn khởi và cũng cùng lòng với cùng cái bà con tổ dân phố này là làm cái vỉa hè hành lang này. Xây dựng được một cộng đồng đoàn kết, chia sẻ, không có sự phân biệt phần việc. Những điều có lợi cho dân, cho cộng đồng dân cư, tổ dân phố đều được mọi người chung sức cùng làm. Thực hiện đề án xây dựng văn hóa văn minh đô thị thành phố giai đoạn 2016-2020 và chương trình phát triển thể dục thể thao, phường Pom Hán đã quan tâm dành nhiều nguồn lực cho việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa. Đó là lắp đặt bộ dụng cụ luyện tập thể dục thể thao để người dân đến luyện tập. Trong cái quá trình thực hiện thì ban đầu thì nói chung là cũng rất khó khăn. Thực ra cái sự đồng thuận trong nhân dân cũng chưa cao. Bởi vì cái mục đích, ý nghĩa xây dựng công trình thì cũng có người hiểu, cái con người chưa hiểu. Cho nên cái việc đó thì cái quan trọng là cái công tác tuyên truyền để làm sao nhân dân hiểu được cái mục đích, cái ý nghĩa của cái việc xây dựng công trình để tập luyện, nâng cao sức khỏe cho nhân dân cộng đồng. Thế từ đó nhân dân hiểu được cái mục đích, ý nghĩa và xây dựng công trình thì nhân dân là cái là có sự đồng thuận rất cao. Công trình nhà văn hóa khu dân cư số 2 phường Bình Minh vừa được khánh thành là một công trình minh chứng cho sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết toàn dân. Sau khi có quy hoạch nhà văn hóa với diện tích gần 6.000 m2, nhân dân khu dân cư mừng bao nhiêu lại lo bấy nhiêu bởi kinh phí đầu tư quá lớn so với sức của dân. Trước niềm mong mỏi có một ngôi nhà chung của người dân, chi bộ ban công tác mặt trận khu dân cư đã tiến hành họp bàn kế hoạch xây dựng nhà văn hóa và nhận được sự nhất trí cao từ người dân. Với phương châm đảng viên đi trước, chi bộ khu dân cư số 2 phường Bình Minh đã phát động cán bộ đảng viên gương mẫu ủng hộ trước. Sau gần 5 tháng thi công, nhà văn hóa thể thao khu dân cư được đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả với tổng trị giá trên 2,2 tỷ đồng. Quá trình chúng tôi mà tổ chức vận động nhân dân xây dựng nhà văn hóa này, đầu tiên là chúng tôi họp dân. Khi mà đã được nhân dân đồng thuận ủng hộ thì chúng tôi đi vận động. Bắt đầu từ không có một đồng nào khi vận động đến khi mà trong 3 tháng xây xong nhà là chúng tôi đã vận động nhân dân vào cuộc rất là thành công. Được sự quan tâm của phường mà sự giúp đỡ của phường rất là lớn. Thế nên là giữa sự giúp đỡ của cấp trên cũng như là sự vào cuộc của nhân dân và có cái đội ngũ chúng tôi rất là nhiệt tình, trong ban xây dựng rất là nhiệt tình. Trong 3 tháng chúng tôi đã hoàn thành được cơ ngơi như thế này. Gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân để tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận là bí quyết được phường Bắc Cường rút ra từ thực tế. Công viên Nguyễn Thăng Bình với diện tích gần 8.000 m2, trước đây được tỉnh và thành phố để quy hoạch đất thể thao, cây xanh. Song do nguồn lực khó khăn và công tác xã hội hóa chưa huy động được, nên khu đất này vẫn bỏ không. Lúc khởi công, chưa có nguồn kinh phí, trong khi khối lượng san lấp, thi công lớn. Hơn nữa, đây là công viên do phường xây dựng bằng nguồn xã hội hóa, quy mô và kinh phí lớn vượt quá tầm của phường. Bên cạnh đó, có một số ý kiến của người dân còn chưa đồng thuận nên vô cùng khó khăn. Trước tình hình đó, phường Bắc Cường đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. Nhờ vậy mà công viên đã hoàn thành sau 5 tháng thi công với tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng. Có thể nói, đây là công trình có sự tham gia, đóng góp cao nhất, tâm huyết nhất của mỗi người dân trên địa bàn phường. Chi bộ chúng tôi cũng phải vào cuộc để chỉ đạo cho chi hội phụ nữ, chỉ đạo cho ban công tác mặt trận và các đoàn thể cựu chiến binh ở khu dân cư để vào cuộc để đi vận động nhân dân. Trong thời gian tới và sẽ quyết tâm là sẽ vận động toàn bộ nhân dân là hướng là sẽ tập trung mà xây dựng một cái chung, cái chủ trương của Đảng và Nhà nước để xây dựng cái tiểu công viên và cũng như là xây dựng cái nền văn hóa để cho các hoạt động cho các cháu thiếu niên nhi đồng. Thực hiện đề án cải tạo và phát triển hệ thống cây xanh trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020. Chỉ tính riêng trong năm 2018, thành phố Lào Cai đã cải tạo, thay thế và phát triển cây xanh đô thị trên các tuyến An Dương Vương, Hoàng Liên, Quy Hóa, Thanh Niên. Bằng việc huy động xã hội hóa của nhân dân,
dự kiến đến năm 2020, thành phố cải tạo thay thế cây xanh trên các đường phố chính với số lượng trồng mới khoảng trên 6.000 cây xanh, thay thế gần 3.000 cây xanh. Đi đầu trong việc cải tạo thay thế cây xanh là tuyến phố Quy Hóa, phường Kim Tân, tuyến phố Hoàng Liên, phường Cốc Lếu. Hay như phường phố mới, một trong những chủ trương được phường triển khai và nhận được đồng thuận từ nhân dân, đó là vận động người dân và doanh nghiệp tham gia đóng góp vào công tác chỉnh trang đô thị. Nếu trước đây đi qua nhiều đoạn đường trên khu vực trung tâm phường, nhiều người không khỏi ái ngại bởi tình trạng nhiều hộ dân lấn chiếm vỉa hè lòng đường để bán hàng, nhiều khu đất công cộng là nơi tập kết rác thải gây mất mỹ quan đô thị, thì giờ đây 7 công trình tiểu công viên rực rỡ sắc hoa được nhân dân xã hội hóa 100% đã mang lại một diện mạo hoàn toàn tươi mới cho phường và khu dân cư. Những công trình này không chỉ mang lại mỹ quan đô thị mà trở thành nơi giao lưu sinh hoạt, tập luyện thể thao, đi bộ, vui chơi cho người dân trên địa bàn. Con đường trải bê tông sạch đẹp dài 2,1 km được đổ bê tông nối liền tổ 11 phường Nam Cường, chạy qua nhiều đất ở, đất canh tác của các hộ dân. Song nhờ khéo vận dụng trong công tác vận động quần chúng, bà con đã chung sức đồng lòng để có được tuyến đường như mong ước. 19 hộ dân đã tự nguyện hiến gần 4.000 m2 đất ở, đất rừng với trị giá khoảng 460 triệu đồng. Tổng giá trị triển khai thực hiện gần 2 tỷ đồng. Trong đó, thành phố hỗ trợ xi măng trị giá 350 triệu đồng. Còn lại là tiền xã hội hóa của cán bộ, đảng viên, các công ty doanh nghiệp trên địa bàn. Là thành phố đang trên đà phát triển, bên cạnh phát huy nguồn lực phát triển đô thị, thành phố cũng xác định phát triển kinh tế, trong đó có mục tiêu là đưa kinh tế thương mại dịch vụ trở thành mũi nhọn và là khâu đột phá trong phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là việc xây dựng mô hình sản phẩm chủ lực. Phát huy lợi thế về đất đai, khí hậu để chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng tập trung, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa ứng dụng công nghệ cao, cung cấp các sản phẩm sạch cho thị trường, áp dụng khoa học kỹ thuật, thâm canh tăng năng suất ở các xã trọng điểm về nông nghiệp. Đến nay, thành phố có một số sản phẩm được cấp giấy chứng nhận Việt Gáp và chứng nhận sản phẩm thương hiệu chất lượng cao. Chuối Tiêu Hồng Phúc Yên Vạn Hòa, chè Kim Tuyên Hợp Thành, mô hình trồng dưa vân lưới trong nhà màng của Hợp tác xã Trọng Tín. Trong chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, thành phố tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới gắn với xây dựng thôn kiểu mẫu. Trong quá trình thực hiện, các cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động triển khai xây dựng thôn kiểu mẫu. Các tổ chức trong hệ thống chính trị tích cực tuyên truyền, vận động, giúp đỡ về cơ sở vật chất, nguồn lực để thực hiện các tiêu chí như điện chiếu sáng, phát triển các mô hình kinh tế, làm đường giao thông nông thôn, cơ sở vật chất nhà văn hóa thôn. Thôn Trang, xã Tà Phời là một trong những thôn đang được chọn xây dựng thôn kiểu mẫu trong năm 2018. Mặc dù mới được lựa chọn từ tháng 6, nhưng đến nay thôn đã đạt 14 trên 18 tiêu chí thôn kiểu mẫu. Tôi thì cũng thấy là đối với thôn kiểu mẫu thì chúng tôi cũng thấy là cái phần này là cũng làm cho đẹp cho thôn, cho xóm, thì chúng tôi cũng rất là đồng tình ủng hộ và vận động những gia đình cùng tham gia để xây dựng. Mô hình dân vận khéo trong công tác cảm hóa, giáo dục, vận động đối tượng phạm tội ra đầu thú, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của chi bộ cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, làm tốt công tác hướng dẫn công an các phường xã, tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, vận động toàn dân tham gia tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá, hòa nhập tại cộng đồng, vận động toàn dân tham gia phát hiện, truy bắt và vận động đối tượng truy nã ra đầu thú. Trong những năm qua, công an thành phố luôn quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật
và vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Và qua đó, nhân dân đã tích cực chủ động phòng ngừa tội phạm ở các khu dân cư, các cái cơ quan, trường học cũng như là các cái đơn vị. Và đồng thời, nhân dân đã cung cấp cho cơ quan công an rất nhiều nguồn tin có giá trị để phục vụ cho công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm. Phát huy truyền thống của thành phố anh hùng lao động, năm 2018, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố hôm nay đã có sự phát triển vượt bậc, vươn lên trở thành một thành phố trẻ, năng động và đầy tiềm năng ở khu vực Tây Bắc của Tổ quốc. Cơ sở hạ tầng đô thị ngày càng khang trang, hiện đại, kinh tế thành phố tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tập trung chủ yếu vào các ngành thương mại, dịch vụ và công nghiệp xây dựng. Thu ngân sách đạt trên 2.000 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt xấp xỉ 80 triệu đồng trên một năm. Trong đó góp sức quan trọng là phong trào thi đua lan tỏa, kết quả năm dân vận chính quyền, sự chung sức của bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố là hạt nhân nòng cốt dân vận khéo. Với đóng góp ấy được các cấp, các ngành trung ương, tỉnh, thành phố khen thưởng. Năm 2018 khép lại trong niềm vui, thành phố được tỉnh công nhận khu du lịch cấp tỉnh. Tại hội nghị thường niên do Hiệp hội các đô thị Việt Nam ACVN, thành phố Lào Cai đã được 115 đô thị thành viên suy tôn là đô thị xanh sạch đẹp. Những công trình, những thành quả của ý Đảng, lòng dân đã, đang và sẽ phát huy hiệu quả, góp phần tạo động lực cho thành phố Lào Cai trong quá trình phát triển, xây dựng nền tảng đưa thành phố trở thành đô thị loại 1 vào năm 2020. Bước sang năm 2019 thì chúng tôi đánh giá là công tác dân vận vẫn phải tiếp tục mạnh mẽ và sâu rộng và nhiều cách làm đổi mới sáng tạo hơn, nhiều mô hình dân vận khéo tốt hơn, thì để làm thế nào đó để tạo ra một cái động lực rất là mạnh mẽ trong toàn nhân dân, toàn thành phố để thực hiện cái năm mà có thể nói là năm tăng tốc để về đích, để đạt được cái nhiệm vụ kết quả rất là cao về các cái mục tiêu của đại hội lần thứ 22 của thành phố. Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Thành phố Lào Cai đã làm được rất nhiều việc khó bằng việc phát huy sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân. Từ những mô hình dân vận, từ các bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, những cán bộ dân vận, cán bộ mặt trận đã tạo nên những thành quả to lớn trong công tác dân vận. Nền tảng hôm nay sẽ là hành trang, nguồn động lực và là niềm tin để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và toàn diện hơn nữa, tạo tiền đề quan trọng để thành phố phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống, xây dựng thành phố Lào Cai ngày càng phát triển, trở thành đô thị hiện đại, văn minh.